Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bản tin 24 giờ, kênh thông tin hữu ích sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mưa to và lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Số người thiệt mạng do mưa lũ lịch sử tại đất nước này đã tăng lên con số 33 người. Thiệt hại về người do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, trong khi các trận mưa lớn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở tỉnh này. Số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam Trung Quốc vừa công bố cho thấy các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 63 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này từ giữa tháng đến nay đã khiến cho 33 người bị thiệt mạng, 8 người bị mất tích, hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di rời khẩn cấp 376.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm, 215.200 ha cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 187 triệu đô la Mỹ. Sáng qua, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo màu vàng, báo động mưa thứ hai trong thang 4 cấp trên cả nước. Trong đó, một số tỉnh được dự báo mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và Chiết Giang. Trong khi đó, Đài khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt các địa phương như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động, có nơi nghiêm trọng không kém gì Trịnh Châu. Trận mưa lớn bất thường ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc vào hồi cuối tuần qua đã cuốn trôi nhiều xe cộ trên đường, gây ra tình trạng đình trệ giao thông tại thành phố này. Tại thủ phủ Trịnh Châu, nơi gánh hậu quả nghiêm trọng nhất trong trận mưa bất thường ở tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, chính quyền địa phương cho biết 1,25 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trận mưa lũ đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, khoảng 100.000 người được sơ tán đến nơi an toàn. Số người thiệt mạng trong trận lũ lụt dự kiến còn tăng cao. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ bao gồm lính cứu hỏa được điều động đến thành phố. Lũ lụt đã cuốn trôi rất nhiều ô tô cũng như các phương tiện khác trong thành phố. Đêm hôm qua, trước cảnh báo vỡ đê do lượng mưa lớn, quân đội Trung Quốc đã cho nổ đê để chắn nước Yihetan ở thành phố Lạc Dương nhằm chuyển hướng dòng nước lũ đang tấn công tỉnh Hà Nam. Nhiều người dân bị mắc kẹt tại các trường học, căn hộ, văn phòng và thậm chí là hệ thống tàu điện ngầm. Cảnh sát giao thông đã giúp người dân bám vào dây thừng di chuyển để tránh bị dòng nước cuốn trôi. Hôm vừa qua, chính quyền Trịnh Châu cho biết 12 người đã thiệt mạng khi nước tràn vào các toa tàu điện ngầm. Theo những hình ảnh trên mạng xã hội, hành khách đi tàu điện ngầm đứng trong làn nước đục ngầu, dâng cao tới ngực, trong khi nước lũ tràn vào biến ga tàu thành bể nước lớn. Giao thông ở nhiều thành phố bị đình trệ, ít nhất 10 đoàn tàu chở khách đã phải dừng hoạt động, trong đó 3 con tàu bị dừng hơn 40 giờ đồng hồ. Chùa Thiếu Lâm ở Đăng Phong và phía bắc của Trịnh Châu cũng đã tạm thời đóng cửa trong bối cảnh khắp thành phố bị ngập trong nước. Tại bệnh viện Đại học Trịnh Châu, điện bị cắt do mưa lớn khiến hàng trăm máy thở tại đây dừng hoạt động. Hơn 600 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã phải chuyển tới cơ sở khác. Sự xuất hiện của nhiều yếu tố gây mưa cực đoan cùng một lúc và dự báo thiếu chính xác đã khiến thành phố Trịnh Châu không kịp trở tay trước nước lũ. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi đợt mưa lớn chưa từng có gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc. Từ 3 ngày trước, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi sinh sống của hơn 10 triệu người, đã trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ 16 giờ đến 17 giờ ngày thứ hai đầu tuần, lượng mưa đo được là 201,9 mm, góp phần khiến tổng lượng mưa của ngày Trịnh Châu vượt lên 609 mm. Con số này gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu và sấp xỉ 645 mm. Theo các nhà khoa học, trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng và còn được tăng cường bởi hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Điều kiện khí tượng đầu tiên là hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam của Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Điều kiện thứ hai là bão số 2 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía tây của Hồng Kông vào sáng thứ hai với cường độ tương đương cấp 1. Còn điều kiện thứ ba là bão số 2 di chuyển về phía bắc của Đài Loan. Bão số 2 mang theo hơi ẩm từ Biển Đông, tiếp thêm cho hơi ẩm sẵn có ở miền Nam Trung Quốc, trong khi bão số 3 dồn hơi nước từ biển Hoa Đông vào đất liền. Kết hợp với những yếu tố trên lại tạo ra trận mưa khủng khiếp trút xuống Trịnh Châu vào ngày thứ hai, trước khi trận mưa tồi tệ nhất trút xuống vào buổi chiều. Lượng mưa đo được vào buổi sáng cũng rơi vào khoảng 203 mm, khiến cho độ ẩm không khí gần như bão hòa. Mặt khác, nhờ hệ thống thoát nước của thành phố khi đó đã gần chạm công suất tối đa. Dữ liệu radar Doppler cho thấy các tế bào bão nằm lơ lửng ngay phía trên bầu trời Trịnh Châu. Tế bào bão là khối không khí chứa các dòng vận động lên xuống của các vòng đối lưu, di chuyển và phản ứng như một thực thể duy nhất, hoạt động như một đơn vị nhỏ nhất của hệ thống tạo bão. Gió tầng cao yếu, điển hình của kiểu thời tiết mùa hè ở Trung Quốc đại lục, khiến cho cơn bão không di chuyển nhiều. Ngay cả sau khi cơn mưa lớn nhất kết thúc, một trận mưa khác từ 102,4 mm đến 203,2 mm vẫn tiếp tục trút xuống thành phố. Những trận mưa cực đoan như thế này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai khi trái đất tiếp tục nóng lên do biến đổi khí hậu.
không khí ấm có thể giữ ẩm tốt hơn, dẫn tới tải lượng ẩm lớn hơn trong các cơn dông, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra mưa lớn. Su Gia Phang, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam hôm thứ Ba cho biết, chính quyền tỉnh đã cảnh báo về nguy cơ thời tiết khắc nghiệt từ hôm thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, họ lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ đổ xuống thành phố Tiêu Tác, nằm dưới chân núi Thái Hoàng Sơn, một ngày trước trận mưa lịch sử ở Trịnh Châu. Hôm vừa qua, chính quyền địa phương phát cảnh báo thành phố Tiêu Tác có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 500mm vào ngày Chủ nhật, nguy cơ gây ra lũ lớn chưa từng có trong một thế kỷ. Các khu vực khác cũng được dự báo hứng chịu lượng mưa, song cường độ nhỏ hơn. Việc dự đoán thiếu chính xác về địa điểm hứng chịu lượng mưa lớn nhất góp phần khiến nhà chức trách Trịnh Châu không kịp trở tay ứng phó trước khi nước lũ đột ngột dâng lên. Chen Tao, trưởng ban dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan của mình, song đây thực sự vẫn là một thách thức toàn cầu. Theo ông, các mô hình dự báo hiện tại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường nhưng không phát huy tác dụng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết có nhiều điều kiện không chắc chắn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo. Các nghiên cứu trong quá khứ cũng cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng học đều đồng tình rằng không thể dự báo lượng mưa sẽ trút xuống vào một giờ cụ thể trong một ngày nhất định nào đó. Theo một nghiên cứu được Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về Thời tiết khắc nghiệt Trung Quốc thực hiện vào hồi năm ngoái, các cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ chính xác khoảng 15% trong năm 2008. Tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm 2022. Ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, những nơi có lịch sử lâu đời về hoạt động nghiên cứu khí tượng, tỷ lệ chính xác cũng chỉ đạt 30%. Trong khi đó, nhiều người dân Trịnh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng với trận lũ khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Thưa quý vị khán giả, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, từ ngày thứ Năm, tổng cộng có 91 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc làm sập đổ 33 tòa nhà ở một khu công nghiệp thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 36 tuổi cùng Giang Veng 23 tuổi nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Hang Tai Yu lúc 11 giờ 40 ngày thứ Ba. Các nhà chức trách đã thống kê đến nay có 3 người bị thương trong thảm họa lở đất này. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng gần hơn 100.000m2 chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến cho các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa vào ban đêm, tầm nhìn kém, lượng bùn lớn là yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Nguyên nhân của vụ lở đất là do lượng lớn đất thải tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần lớn đất này mất ổn định, gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc. Chưa thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc đã xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã kéo đổ 22 tòa nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên tới 91 người, trong số đó có 59 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.500 người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Weibo của Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc đã đánh giá phần đất bị lở là do bồi đắp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu vực tập kết phù sa, loại đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết sau vụ việc, đất lở bao phủ một khu vực lên tới 380.000m2. Theo lời một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm chiếc xe chở đất thải xây dựng đến chỗ này để đổ. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải bị tính phí là 250 nhân dân tệ, khoảng 38 USD. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết nhất, những nội dung nổi bật trong 24 giờ qua. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.